thế gian con người giống như bể khổ sâu vạn trượng, còn con đường tu luyện lại giống như một cây cầu độc mộc duy nhất, nối liền cõi trần và cõi Phật. Chỉ cần hơi không chú ý là sẽ bị rớt xuống ngay, tu lại như không. Chuyện cổ Phật gia, tu luyện cả đời không chính quả, một ngày hướng Phật lại hồi thiên. Ngày xưa, có một nhà sư trẻ, sau hơn 30 năm khổ tu, đã thuộc lòng tất cả những kinh kệ của nhà Phật, lại rất giỏi thuyết pháp. Nhưng mãi mà ông vẫn chưa thành chính quả, nên quyết chí hành hương đến miền đất Phật tìm hỏi nguyên nhân. Đường đi Tây Trúc ngày đó vô cùng nguy hiểm, sư đã nhiều lần lạc đường và mấy lần mê man vì sốt rét, nhưng may mắn đều qua khỏi. Một hôm, sư đến một khu rừng thì trời đã về chiều. Mai sau, giữa rừng sâu lại có một ngôi nhà. Sư tỏ ý xin ngủ nhờ một đêm, nhưng cụ bà vừa thấy đã xua tay rối rít đuổi đi. Bà cụ bảo: "Cha ơi, con ta vốn là ác lai, hay ăn thịt người. Hãy bỏ đi nhanh lên, nó sắp về rồi đó." Nhưng nhà sư dường như đã kiệt sức, ông phất tay nải, nằm vật xuống đất, hai đầu gối va vào nhau lớp cốt. Bà cụ thấy vậy đành đưa sư đến trốn tạm tại một hầm đá lớn. Trời tối hẳn thì ác lai về, hắn dừng ở chân cầu thang, khịt mũi mãi rồi nói: "Có mùi thịt mẹ." Người mẹ đáp: "Thì chả là thịt con đem về đây là gì?" Nhưng ác lai quả quyết: "Không phải thịt người, con biết lắm, có mùi thịt người." Bà cụ chưa kịp cản thì hắn đã chạy đi tìm và lôi được nhà sư đang bất tỉnh từ dưới hầm về. Khi nhà sư tỉnh dậy thì thấy ác lai đang lăm lăm cầm một mũi mát ở tay. Hắn quát hỏi: "Mày đi đâu thế?" Sư nhìn kỹ thấy hắn không khác gì người thường, bèn trấn tĩnh đáp: "Tôi đi tìm Phật." Ác lai lại hỏi: "Tìm để làm gì?" Sư lúc ấy mới nói rõ mục đích của mình, ôn tồn giảng giải đạo từ bi cho hắn, kể lại bao nhiêu tháng ngày gian khổ của mình dọc đường và niềm mong mỏi cuối cùng là tìm được Đức Phật để thành đạo. Nghe xong, mẹ con ác lai đều cảm động rơi nước mắt. Thấy họ thành thật hối lỗi, sư cho biết họ cũng sẽ trở nên vô sinh vô diệt, sống một đời vô cùng sung sướng trên thiên giới nếu quyết bỏ ác làm thiện. Tự nhiên mũi mát ở tay ác lai rơi xuống sàn. Những biểu hiện dữ dằn, hung ác trên khuôn mặt lúc nãy giờ đã dịu lại. Món quà dâng lên Đức Phật. Hôm sau, mẹ con ác lai vui vẻ sắp sẵn lương thực tiễn sư lên đường. Khi sắp từ biệt, ác lai hỏi: "Tôi biết lấy gì mà dâng Phật đây?" Sư đáp: "Tâm tức thị Phật, Phật tức thị tâm. Chỉ cần có lòng thành tâm hướng Phật là đủ." Không ngờ ác lai rút mũi mát nhanh như cắt, tự rạch bụng lôi ra cả một mớ ruột gan đưa cho sư, rồi nói nhanh qua hơi thở đứt đoạn: "Nhờ hòa thượng dâng hộ lên Đức Phật." Nhà sư cảm thấy rất bối rối, chỉ vì ác lai hiểu nhầm lời của mình mà phải mất mạng. Cuối cùng sư đành nhìn vào mắt ác lai, gật đầu đồng ý. Sư đi được mấy ngày thì khu rừng rậm biến mất, lộ ra cảnh trời nước mênh mông, thanh bình. Nhưng sư chẳng vui nổi. Món lễ vật của ác lai đè nặng trên vai ông, mùi xú uế trong bộ lòng kia lại xông ra khó tả. Dù đã bọc ba tầng bốn lớp mà mùi ấy vẫn bốc lên nồng nặc. Sư lẩm bẩm: "Như thế này thì các nhà trọ dọc đường còn ai dám chứa mình?" Qua hôm sau, không thể chịu được nữa, sư bèn vứt bộ lòng của ác lai xuống biển. Sư đi mãi, rồi cũng đến Tây Trúc. Nhưng khi phủ phục trước Phật đài, nói lên nỗi thắc mắc của mình vì sao chưa được đắc đạo, thì bỗng nhiên trên điện cao có tiếng vọng xuống bảo: "Con còn thiếu một vật nữa mới thành chính quả." Trên chín tầng trời cao, sư thấy Đức Phật đang ngự dưới tòa sen sáng chói lòa. Sau lưng có bóng dáng hai người tựa hồ như mẹ con ác lai. Sư bỗng hiểu hết, Đức Phật đã thấy rõ sự thiếu thành thực, thiếu tận tâm của ông. Còn mẹ con ác lai nay đã thành chính quả, thì nhờ sự ngộ đạo đột ngột và chân thành trong phút chốc, sư cúi đầu
phủ phục hồi lâu, lòng thẹn thùng và hối tiếc vô biên.